Em xin giới thiệu, đây là bếp ga hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, model là Rinnai RTS-338. Kích thước của bếp này như sau: chiều ngang là 56 cm, hậu sâu 40 cm và chiều cao là 20 cm. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok và bảo hành 6 tháng, nên các bác yên tâm sử dụng. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% thì bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Trên mỗi bếp ga hàng nội địa Nhật lúc nào cũng phải được thiết kế hai sensor cảm biến nhiệt mà hầu như bếp ga thị trường của mình không có được chức năng này. Sensor cảm biến nhiệt này nó sẽ có nhiệm vụ là ngắt ga, khóa ga, chống xì ga, cháy nổ cho mình nha. Khi mình nấu thức ăn mà gió thổi làm tắt lửa nè, bị trào cháy khét thức ăn nè, và khi bật lửa mà mình quên đặt nồi điêu xoong chảo lên, những cái yếu tố này nè, sensor cảm biến nhiệt nó sẽ ngắt toàn bộ ga, tắt lửa và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình sử dụng. Hàng ngày thì mình xem tin tức trên báo, trên Facebook thì mình thấy rất là nhiều tin tức cháy nổ xảy ra do dò rỉ ga, nổ bình ra, hoặc là bếp ga mình sử dụng cũ quá, lâu quá thì cái nguy cơ cháy nổ xảy ra rất là lớn. Nhưng khi mình xài bếp ga Nhật thì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Tiếp theo là rất là bền, bếp vô cùng bền nha. Và cuối cùng là tiết kiệm ga lên tới 30% so với bếp thị trường của mình. Mình xài luôn một cái bếp ga hàng nội địa Nhật như vậy, có luôn 3 trong 1 như vậy, nên rất là đáng để mình đầu tư nha. Trong khi đó bếp này giá chỉ có 1.9 triệu thôi, mà bên em bao luôn phí ship, tính ra rất là rẻ đó. Mình sử dụng lâu dài, rất là bền, mà mình không cần phải thay đổi bếp liên tục. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh cho các bác tham khảo nha. Rinnai RTS-338. Bếp ga này được trang bị hai bếp nấu phía trên và một bếp nướng phía dưới. Mình vừa nấu vừa nướng như vậy tiết kiệm thời gian chế biến thức ăn cho gia đình mình rất là nhiều. Bếp ga này đánh lửa bằng IC, nên phía tay trái này có cái hộc chứa pin. Mình mua một cặp pin như vậy có giá từ 15 cho tới 25 ngàn, tùy hãng, tùy thương hiệu và tùy nơi bán. Sau khi mình bỏ pin vào thì mình có thể đánh lửa xài bếp được rồi nha. Bây giờ em sẽ test ba bếp luôn cho các bác tham khảo nha. Lửa rất xanh và đẹp nha. Nút nhắn mà có hình con cá là của bếp nướng nha. Bây giờ em sẽ kéo hộp nướng ra, mình cùng xem bếp nướng phía dưới. Đây, bếp nướng hoạt động ok. Hai bếp nấu hoạt động ok. Vậy là em đã quay ngoại hình cũng như là test các chức năng cho bếp này cho các bác tham khảo rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip test. Các bác có nhu cầu tư vấn thêm một số dòng bếp khác, hoặc là cần mua bếp Rinnai 338N này thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng.